chào anh em. Hôm nay xe máy Hoàng Anh sẽ giới thiệu đến anh em chiếc xe GPX Razor 220cc. Và chiếc xe này là sản xuất và đăng ký năm 2020. Km sử dụng là 2.700 km. Chiếc xe hoàn toàn mới. Và mình có một vài đánh giá về chiếc xe này như sau. Về cái hình thức ngoại hình phía ngoài và những cái đồ nhựa của xe thì khá là chắc chắn và đẹp, đẹp mắt. Xe được trang bị một cái bộ thụt tầm trước là upside down và bộ thụt sau là monoshock bình thường. Thế nhưng mà sau khi mình trải nghiệm một cung đường khoảng độ hơn 100 km thì cái thụt của xe hoạt động thật sự là rất là ưng ý, mềm mại cái thụt trước và vừa đủ cứng cái thụt sau, không bị rung lắc khi mà vào cua. Lốp thì là trang bị bộ lốp Rose Winner, thì cái này nó là của IRC đó. Và lốp sau cũng vậy, lốp thì hơi cứng một chút nha anh em nhé. Nếu mà bạn nào mà đi không được chắc chắn thì tốt nhất là nên cho cái lốp nó xịt một chút thì nó sẽ đỡ gây cảm giác trơn trượt. Còn về phần đồng hồ thì khá là ok, đồng hồ này nó hiển thị vừa đủ. Đây là đồng hồ của màn hình TFT 4.5 inch, thì hiển thị đầy đủ tất cả các cái thông số từ số km này, xăng này, giờ giấc này, vòng tua này, rất là tốt, ok. Và nói đến cái tiếp theo của xe là cái phần máy, thì cái máy là một cái điểm cộng khá là tốt. Thứ nhất là được trang bị phun xăng điện tử FE với cả quãng đường khoảng độ hơn 100 km sử dụng thì cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của xe nó rơi vào khoảng độ 2.7 lít đến cho đến 3 lít cho 100 cây khi mà mình sử dụng một đường hỗn hợp đi từ Nam Định về Hà Nội đấy. Và xe có 6 mức số và lực máy khá là tốt. Cái máy khi mà các bạn ga đến đâu là biết đến đấy, bởi vì máy là máy 200cc một xi lanh thôi, cho nên là cũng khá là sốc khi mà chạy lên tốc độ 100-120 rất là đơn giản. Chỉ có một chút không được ưng ý lắm, tức là nó cũng như tất cả các cái dòng xe đến từ Thái Lan mà hoặc là xe liên doanh với cả Trung Quốc hoặc Ấn Độ, thì tức là khi các bạn chạy nóng máy một chút thì cái số nó hơi dắt một chút đó, thì các bạn giãn bớt côn ra thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình chạy có thể là mình chạy nó bám côn quá cho nên là nó sẽ hơi dắt một chút, còn mọi thứ thì không sao. Về mức độ hoàn thiện của xe thì về nhựa, về phần nhựa rất là tốt, đẹp. Ốc thì cũng được, mức đánh giá nó khoảng độ 7/10. Ưng ý nhất là cái thụt trước và cái máy của nó là rất ok đó. Còn đây thì là mình sẽ quay tổng thể chiếc xe cho các bạn xem nhá. Đầu đèn thì nó lai căng của cái xe đúc của KTM của đời 2020. Đèn là full LED, xi nhan cũng full LED. Xe thì về cái hình thức nó rất là hài hòa. Nói chung là nó cũng lai căng từ nhiều xe, một chút của TFX xong lại một chút của Đắc, KTM Đắc, cho nên là nhìn nó cũng được. Và cái càng đằng sau thì thiết kế nó hơi chéo một tí, rất là đẹp, rất là ok, nên các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng luôn đó. Về cục máy thì đây, bên này, phần bên này nó là phần của côn thì rất là đẹp, máy thì khá là đẹp đấy, nước sơn bóng bẩy. Nhựa thì không phải như các cái xe tàu ở đâu, nhựa rất là cứng cáp, chắc chắn, dày dặn, không ọp ẹp, đi không bị rung, không bị kêu, các cái tiếng kêu thứ là không ấy. Về phanh thì cũng rất là tốt, phanh thì nó theo cảm nhận phanh của mình thì thực sự là cũng hơi bất ngờ, rất là tốt, cảm nhận bám nhạy tốt và rất là chắc chắn. Và cua tốc độ khoảng độ 90-100 thì phanh rất là an toàn, không bị rung gì cả. Đây, cái bộ phuộc trước của nó đây rất là to. Đây là bộ phuộc trước upside down. Đó. Đèn, thể đèn là đèn LED 2 tầng y hệt như Đắc 390 nha các bạn nhé. Đó. Phần đằng phía sau đi thì rất là êm, cái yên cũng êm. Đó, mình xe này, cái sản phẩm này đến từ Thái Lan. Thế nhưng mà nó cũng lai căng với cả tàu, mình nghĩ thế.
Ok, đấy mình chỉ sơ qua một chút về xe đấy thôi. Hôm nay mình không có quá nhiều thời gian để làm cái video nó thật sự cụ thể, nhưng mà nó tổng thể của cái xe thì nó là như vậy. Và tổng quan của cái xe về chất lượng sử dụng sau gần 3.000 km thì mình thấy rất là hợp lý, và cái giá thành của nó cũng vừa phải. Mức giá mua mới nó rơi vào khoảng độ 68 triệu và đăng ký xong thì nó sẽ hơn 70 triệu một chút, tùy từng tỉnh thành, tùy từng nơi đăng ký. Còn chiếc xe này thì được bên xe máy Hoàng Anh của mình bán ra với giá là 54 triệu rưỡi nhá các bạn nhá. Xe máy Hoàng Anh bán ra chiếc xe này với giá 54 triệu rưỡi ạ. Và xe là sản xuất và đăng ký năm 2020. Đó, xe máy Hoàng Anh địa chỉ là 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhé. Số điện thoại là 0905958889. Mình nhắc lại này, địa chỉ của xe máy Hoàng Anh ở tại 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình nhé. Và hãy nhấn cho mình một nút like nếu như mà các bạn cảm thấy nó ưng ý với cái video, để mình có thể tiếp tục phục vụ các bạn sau ở những video sau ạ. Xin cảm ơn.